Một thanh niên đang chạy bộ qua công viên vào buổi tối như thường lệ. Anh ấy thích chạy qua công viên này vào ban đêm. Trời tối, không khí mát mẻ và những âm thanh ồn ào, hối hả của thành phố xung quanh công viên biến mất, mang đến sự yên bình, tĩnh lặng và như một thế giới khác không có sự bận rộn. Anh chạy bộ dọc theo con đường uốn lượn xuyên qua công viên và bắt đầu đến khu vực được bao quanh bởi những cây cao ở hai bên đường. Anh ta chạy theo con đường có một khúc cua gấp và đột nhiên dừng lại. Đứng giữa đường là một bóng người. Hắn quay lưng lại với anh và không di chuyển. Tên này có dáng cao, màu đen đồng nhất đến nỗi hình dáng gần như hòa lẫn vào màn đêm. Dù đây là gì đi nữa, anh ấy bắt đầu sợ. Nhưng sinh vật không di chuyển và anh ta cũng vậy. Anh đứng đơ người ra và không biết phải làm gì thì sinh vật đó đột nhiên quay đầu về phía anh ấy để lộ một đôi mắt sáng rực. Anh vô cùng sợ hãi, thậm chí không thể hét. Anh ấy ngã xuống đất và trườn người về phía sau, cố gắng tránh xa sinh vật. Sinh vật quay người về phía anh ta và bắt đầu bước về phía trước. Người đàn ông đứng dậy và bắt đầu chạy. Anh ấy chạy nhanh hết sức có thể. Hormone adrenaline tiết ra làm tăng tốc độ tuần hoàn máu, hô hấp, tim đập thình thịch, cố gắng tạo khoảng cách xa nhất có thể giữa bản thân anh và thứ đó. Cơ bắp của anh ấy như bị đốt cháy, phổi thì đau nhức, nhưng anh ấy không thể dừng lại. Cuối cùng thì anh ấy cũng về đến nhà. Anh ta mở cửa xông vào, khóa và đóng chốt cửa lại. Bạn gái của anh ấy đang đọc sách trên ghế dài và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi cố gắng lấy lại hơi thở của mình, anh ấy bình tĩnh giải thích lại những gì anh ấy đã thấy trên đường đi. Nhưng bạn gái của anh ấy không tin chuyện đó và chỉ cười. Một người đàn ông khổng lồ với đôi mắt sáng rực ư? Anh ấy chỉ có thể nhìn gà hóa vịt trong bóng tối mà thôi. Nó có lẽ chỉ là một con chó, chẳng có gì đáng để hoảng loạn như vậy cả. Ngày hôm sau, anh ấy tự hỏi liệu mình có thực sự nhầm lẫn hay không. Mặc dù vậy, đôi mắt sáng rực xuyên thấu ấy vẫn in sâu trong tâm trí anh. Có lẽ bạn gái của anh ấy đã đúng và nó thực sự chỉ là một con chó. Đúng vậy, chắc chắn là một con chó. Anh có thể để bị nhầm lẫn vì bóng tối. Mặc dù vậy, anh sẽ không tiếp tục chạy ở công viên, ít nhất là trong một thời gian. Nhưng anh ấy sớm nhận ra rằng mình đang gặp vấn đề. Anh ấy nhận thấy rằng bản thân yếu hơn nhiều so với bình thường. Có phải sức khỏe của anh ấy đang giảm sút? Anh ấy không bị ốm, nhưng tại sao anh ấy lại đột nhiên yếu như vậy? Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi anh ta nhìn thấy thứ gì đó trong công viên. Gặp bất cứ ai, anh ấy cũng kể về nó. Từ bạn bè, đồng nghiệp của anh ấy, tất cả đều nghe cùng một câu chuyện như vậy, nhưng không ai có vẻ tin lời anh. Tại thời điểm này, anh ấy chắc chắn rằng bản thân đã thực sự tưởng tượng ra điều đó. Nhưng anh ta không thể loại bỏ nhành đó ra khỏi đầu mình. Anh ấy cũng không thể tiếp tục chạy trên máy chạy bộ mãi được. Anh ấy nhớ những buổi chạy đêm của mình. Đã đến lúc vượt qua sự sợ hãi của bản thân. Anh ấy lại chạy qua công viên, tận hưởng sự yên lặng và làn gió nhẹ trên da. Anh ấy tiếp tục chạy dọc con đường. Anh ấy nhận thức được rằng mình đang tiến gần hơn đến nơi mà anh ấy đã nhìn thấy thứ đó. Anh ấy không thể dừng lại. Anh ấy phải chứng minh cho mọi người thấy rằng anh ấy không sợ hãi. Anh ấy phải chứng minh điều đó cho bản thân mình. Anh chạy đến đoạn đường có những cây cao. Cũng giống như trước đây, âm thanh ồn ào của thành phố tan biến. Âm thanh duy nhất phát ra là hơi thở nặng nề đều đặn của anh. Anh chạy dọc theo con đường quanh co và cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Nhưng anh ấy phải tiếp tục chạy. Anh chạy vào khúc cua hôm nọ. Không có gì ở đó. Anh chạy chậm lại cho đến khi dừng hẳn. Hiển nhiên là không có gì ở đây. Chưa từng có chuyện gì cả. Anh thực sự đã tưởng tượng ra nó. Phải không nhỉ? Buongiorno. Video của ngày hôm nay đến từ chi nhánh Italia của tổ chức SCP. SCP-015 IT còn được gọi là ông kệ. SCP-015 IT là một thực thể hình người cao gần 2 mét. Cơ thể nó không có bất kỳ sợi lông nào và làn da đen sẫm của nó hấp thụ đến 98% ánh sáng, khiến nó hầu như không thể nhìn thấy được trong điều kiện ánh sáng yếu. Đầu của nó không có mũi hoặc tai, nhưng những đặc điểm bị thiếu này hầu như không được chú ý, bởi vì nếu bạn nhìn thấy 015 IT, đôi mắt của nó sẽ thu hút tất cả sự chú ý của bạn. Trong khi da của ông kệ hoàn toàn màu đen, đôi mắt của nó chứa các cơ quan tạo ra ánh sáng trong bóng mắt, khiến chúng phát sáng trong bóng tối, giống như một kẻ săn mồi dưới biển sâu. Miệng của nó có 8 chiếc răng nhọn ở cả hàm trên và hàm dưới, và một chiếc lưỡi trẻ dài 28 cm. Hai đầu lưỡi của nó đều có một cơ quan rỗng giống như kim dẫn thẳng vào thực quản. Tôi sẽ nói về chức năng của các bộ phận này ngay sau đây. Về mặt vật lý, SCP-015 khá nhẹ, nhưng nó mạnh một cách đáng kinh ngạc và có thể dễ dàng chế ngự một người trưởng thành. Cánh tay gầy guộc của nó dài hơn nhiều so với cánh tay của một người bình thường, và mỗi ngón trong số 4 ngón của nó đều có móng vuốt sắc như dao cạo. Nó cũng được chứng minh là có khả năng kháng cự các chấn thương vật lý khá tốt và có khả năng chữa lành vết thương,
cũng như tổn thương của các cơ quan nội tạng với tốc độ siêu nhanh. SCP-015 chủ yếu hoạt động vào ban đêm. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên với khả năng ngụy trang tự nhiên của lớp da trong bóng tối. Ông kẹ săn các động vật có vú với con người là con mồi ưa thích của nó, nhưng nó không ăn thịt. Thay vào đó, SCP-015-IT sẽ hút nguồn dinh dưỡng từ adrenaline và noradrenaline bằng mỏ của nó. Adrenaline và noradrenaline là các hormone mà cơ thể tạo ra để tăng nhịp tim, tốc độ tuần hoàn máu và cung cấp nhiều năng lượng hơn cho các cơ trong điều kiện căng thẳng. Hoặc trong trường hợp của SCP-015-IT, đó là sự sợ hãi tột độ. Và nó đã phát triển ra một phương pháp săn mồi để khiến con người sợ hãi nhất có thể. 015-IT thường sẽ ẩn náu trong các nơi tối, cố gắng tránh xa tầm nhìn nhất có thể. Nó sẽ rình rập các nạn nhân của nó nếu nó không bị phát hiện, khi con mồi trở nên mất tập trung để có thể âm thầm tiếp cận. Sau khi đủ gần, nó sẽ lao về phía nạn nhân, tóm lấy họ và nhanh chóng cắn vào một bên thân nơi có tuyến thượng thận. Nó sử dụng những chiếc răng lớn của mình để cắm chặt miệng của mình vào, trước khi sử dụng những chiếc kim trên chiếc lưỡi để thăm dò cơ thể nạn nhân. Với một cây kim, nó đâm trực tiếp vào tuyến thượng thận và bắt đầu hút hết lượng máu vốn chứa nhiều adrenaline được tạo ra do sợ hãi. Cùng lúc đó, cây kim tiết ra một loại chất an thần nhẹ, cho phép 015-IT tấn công nạn nhân và sau đó rời đi mà không gặp rủi ro vì nạn nhân vẫn bất động. Một hiệu ứng bất thường khác xảy ra khi ai đó kém may mắn đã thực sự nhìn thấy ông kệ. Khoảng 2 tuần sau khi quan sát sinh vật, người nhìn thấy nó sẽ bắt đầu trải qua nhiều tác động xấu với mặt tinh thần, bao gồm ảo giác và các cơn hoảng loạn. Một số cũng sẽ bắt đầu gặp các vấn đề về thể chất, thường là tổn thương hệ tim mạch. Không rõ chính xác tại sao những hiệu ứng tinh thần và thể chất này lại xảy ra, nhưng có giả thuyết rằng SCP-015-IT có thể sử dụng nó như một cách để làm suy yếu một số con mồi mà nó cho là quá mạnh hoặc có khả năng gây ra nguy hiểm cho nó. Vào năm 2011, ông kệ đã bị bắt giữ, nhưng không phải bởi tổ chức SCP. Hội anh em các hiệp sĩ Thánh George là một tổ chức bí mật trong giáo hội Công giáo, được giáo hoàng lập ra vào năm 453 để ngăn chặn hoặc loại bỏ tất cả các dị thường. Và chính nhóm này đã bắt giữ SCP-015-IT lần đầu tiên, được chỉ định là DA-212 với hệ thống phân loại riêng của họ. Trong khi nó bị giam giữ, họ đã phát hiện ra một số khám phá về sinh vật mà họ gán cho là ác quỷ bóng tối. Đầu tiên, họ phát hiện ra rằng mặc dù nó ăn nỗi sợ hãi của nạn nhân bằng cách hút máu của họ, nhưng nó không thực sự cần điều này để sống sót. Theo họ nghiên cứu, DA-212 là một thực thể không ổn định và việc ăn cho phép nó duy trì hình dạng vật chất trong thực tại của chúng ta. Ngoài sức mạnh thể chất ấn tượng, ông kệ còn khá thông minh bởi khả năng săn mồi, tấn công và trốn thoát thành công của con người. Thật kỳ lạ là nó cũng có khả năng chống lại những vũ khí đã làm phép, chỉ gây ra một phần nhỏ sát thương vật lý so với một phiên bản chưa được làm phép tương tự. Trong quá trình nghiên cứu về sinh vật này, cha Ilardi, một thành viên của anh em hiệp sĩ Thánh George, đã viết rằng mặc dù sinh vật này đáng ghê tởm vượt qua mọi giới hạn, ông tin rằng nó có một linh hồn dịu dàng và tiếng hét của nó tương tự như một tiếng kêu đau đớn. Ông ta cho rằng SCP-015-IT có thể đã từng là một con người trước khi một thứ lực đen tối nào đó biến đổi nó thành một con quái vật như vậy. Ông quyết định rằng nhiệm vụ của mình là tìm cách giao tiếp với sinh vật và một ngày nào đó đưa nó trở lại với ánh sáng và tình yêu của Chúa. Cha Iladi đang có những bước tiến triển tốt với sinh vật này và có vẻ như nó ngày càng yêu quý ông và các đệ tử của ông. Nhưng bước tiến của ông đã bị dừng lại khi họ bị tấn công bởi những binh lính từ hội đồng phát xít của những điều huyền bí. Một nhóm khủng bố tìm cách sử dụng những thứ dị thường làm vũ khí để phá vỡ trật tự xã hội. Trong cuộc tấn công, một số anh em trong hội hiệp sĩ đã bị giết và trong cuộc hỗn loạn, SCP-015-IT đã trốn thoát. Sau đó, các báo cáo đến từ tỉnh Caseta mô tả những gì nghe giống như các cuộc tấn công của Macaron. Một lực lượng đặc nhiệm cơ động đã được cử đến khu vực và trong khi 015-IT có thể sử dụng các khả năng vật lý khác nhau của mình để né tránh và thoát khỏi sự truy bắt, cuối cùng một thiết bị theo dõi đã được bắn vào người của nó. Lực lượng đặc nhiệm cơ động của Ý đã có thể bao vây sinh vật này, nhưng vì sợ bị giam giữ một lần nữa, nó đã đáp trả bằng mức độ bạo lực mà tổ chức không thể ngờ tới. Một số thành viên của đội đặc nhiệm đã thiệt mạng trong khi thực hiện nhiệm vụ trước khi ông kệ bị khuất phục. Ngày nay, SCP-015-IT được quản thúc tại địa điểm Victoria, vùng Emilia-Romagna của Ý. Vì dị thường này vừa cơ trí thông minh, vừa rất khó đoán trong hành vi, nó đã được phân loại là Euclid. Nó được giữ trong một phòng giam tiêu chuẩn cho dị thường dạng người và được giám sát bởi máy quay và cảm biến hồng ngoại 24/7. Do đặc tính hấp thụ ánh sáng của da, hồng giam của nó và các hành lang liền kề được sơn màu trắng và luôn được giữ đủ ánh sáng. Hai lần một ngày, SCP-015-IT được đưa cho một con lợn để làm thức ăn. Bất kỳ nhân viên nào được phân công làm việc gần 015-IT
đều phải trải qua một cuộc đánh giá tâm lý hàng tuần, và bất kể kết luận như thế nào, phải được đổi người theo chu kỳ 3 tháng một lần kể từ khi tiếp xúc với ông kể. Bây giờ, hãy xem những video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob và nhớ đăng ký kênh khi chúng tôi tìm hiểu sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ đã phân loại của tổ chức SCP. Chào!